Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một số những bài tập cho cái bài học là thao tác vòng tròn. Ở đây, các bạn thiết kế một cái giao diện mẫu theo những yêu cầu của đề bài đưa ra. Như vậy, các bạn xem tập tin là giao diện chấm JPEG để các bạn xem những cái mẫu của mình. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn sử dụng các kỹ thuật thiết kế mà các bạn được học trong cái bài số 2 này. Ví dụ như là các bạn dùng thao tác vòng tròn, các bạn dùng công cụ move, công cụ crop, các bạn tô màu foreground và background cho những hình dạng mà mình vẽ. Để làm bài tập này, tôi có một số những yêu cầu phân tích như sau. Trước tiên, các bạn tạo vòng tròn, xử lý vòng tròn và tô màu cho các hình nền. Sau đó, các bạn xử lý hình ảnh tượng trưng. Hình ảnh đây đã được cung cấp sẵn trong thư mục anime cho các bạn. Để làm bài tập này, tôi có một số bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, các bạn tạo một tập tin Photoshop, kích cỡ là 800-600, độ phân giải 72 bit sepia, bản màu là rich green blue color và 8 bit, màu nền là màu trắng. Sau đó, các bạn tạo vòng tròn và xử lý vòng tròn để mình vẽ những cái shape như vậy, Để vẽ những xếp như vậy thì các bạn dùng những vòng tròn và mình dùng những lệnh trong thử đơn select để mình hiệu chỉnh vòng tròn như vậy và mình tô màu cho vòng tròn. Sau đó các bạn mới tập tin trong thư mục email này ra và các bạn xử lý hình ảnh theo như cái giao diện mà đề bài đưa ra. Thì đó là phân tích yêu cầu của bài này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số bước thao tác như sau. Trước tiên, tôi nêu một tập tin Photoshop mới, tôi chọn là 800-600, 72 bit sepia, bản màu là rich green blue color 8 bit và màu nền là màu trắng, tôi ok. Đồng thời, tôi mở tập tin giao diện chấm JPEG này ra để tôi xem giao diện và tôi lấy những cái màu mẫu đã cho. Thì trước tiên để mà cho chính xác theo như giao diện của yêu cầu đề bài thì các bạn có thể dùng lưới gai này để mình định vị được những cái vị trí kích cỡ hay là những cái yêu cầu mà đề bài đưa ra. Ví dụ như vậy, ở đây các bạn dùng phím Ctrl trừ để mình thu nhỏ, Ctrl cộng để mình phóng lớn lên và mình chọn cho nó đúng cái kích cỡ của mình. Giả sử như vậy thì trước tiên tôi xem cái vùng màu trắng là 50 pixel đó mà là vùng này. Tôi tạo một vòng tròn ở đây và tôi copy để tôi xem kích thước. Tôi muốn Ctrl C, Ctrl N, tôi thấy chiều cao là 28 pixel đúng không ạ? Ok, thì bây giờ tôi dùng công cụ eraser này để tôi lấy cái màu này. Sau đó qua bên tập tin chính của tôi đặt chỗ này là 50 pixel, tôi phóng lớn lên đó mà khoảng 50. Sau đó tôi tạo một vòng tròn có chiều cao là 28 pixel, đúng mà 28 pixel, và chiều rộng là chiều rộng của giao diện của mình, tôi click vào đây và đồng thời tôi bấm Ctrl D để tôi tô màu. Thì để sau này mình dễ hiệu chỉnh thì các bạn tạo một lớp mới, tôi bấm Ctrl D. Sau đó các bạn xem cái vùng đường cong này mình bắt đầu từ đâu thì tôi dùng thước tôi kéo lại đây. Thì các bạn thấy là khoảng 250 pixel đúng không ạ? Thì tôi đặt ở đây 250 pixel chỗ này. Đồng thời tôi phóng lớn lên. Tôi dùng công cụ là Elliptical Marquee Tool. Tôi vẽ một vòng tròn. Tôi giữ Internet Chip, tôi vẽ một vòng tròn từ tâm tôi vẽ ra. Đúng không ạ? Sau đó tôi bấm đen để tôi xóa đi. Đồng thời tôi xóa cái vùng ở phía trước này đây. Tôi đánh dấu chọn tôi xóa đi. Đánh dấu chọn từ xóa vào ngoài đây. Đúng mà, ok. Thì tôi được cái giao diện của tôi như vậy. Và tôi lưu lại. Tôi đặt tên là ví dụ là giao diện. Tiếp theo, tôi vẽ cái mảng màu ở đây. Thì cũng tương tự như vậy. Tôi xem thử cái vùng này của tôi có chiều cao là bao nhiêu. Tôi vẽ một vòng tròn. Đúng mà, tôi vẽ một vòng tròn. Và tôi copy, tôi nêu
tôi thấy là chiều cao 52 pixel. Ok. Thì tôi tạo một vòng tròn, đó mà tạo một vòng tròn với chiều cao là 52 pixel. 52 pixel. Đồng thời tôi click vào đây và tôi đặt lên đây đây. Đó mà đặt lên đây. Sau đó tôi phóng lớn lên tôi coi thử. Ok. Và tôi bấm Ctrl trừ để tôi thu nhỏ lại. Và tôi dùng công cụ eyedropper, tôi lấy cái màu mảng màu chỗ này và tôi bấm là Alt+S đen để tôi tô màu chỗ này. Tiếp theo các bạn xem ở đây thì mình có hai mảng màu, đó mà hai mảng màu. Tôi dùng công cụ eyedropper, tôi lấy cái màu chỗ này, đó mà, và tôi qua bên này tôi tạo một mảng màu ở đây. Như vậy. Và tôi phóng lớn lên để mình coi giáp biên đó mà. Ok. Tôi bấm Ctrl 0 để tôi xem lại. Tôi tạo một lớp mới và tôi bấm Alt+S đen. Sau đó tôi vẽ cái mảng màu ở đây, mảng màu xéo như vậy. Thì các bạn thấy mình dùng lưới để mình định cái vùng chỗ này là bao nhiêu pixel. Tôi kéo ở đây là khoảng 45 pixel. Đó mà 45 pixel. Tôi xin lỗi là 50 pixel. Thì tôi định chỗ này là khoảng 50 pixel ở đây. Đó mà bắt đầu từ chỗ này. Và tôi xem chỗ này. Đó mà tôi xem chỗ này là khoảng bao nhiêu pixel. Tôi kéo một cái lưới ở đây thì bạn thấy là khoảng 600 pixel. Đó mà 600 pixel. Thì tôi qua bên đây, tôi kéo cái này qua đây khoảng 600 pixel. Ok. Và cái vùng dưới này cần thiết các bạn kéo luôn là khoảng bao nhiêu pixel luôn đó mà. Thì chỗ này tôi khoảng là 520. Đó mà 520. Tôi đặt xuống đây 520. Ok. Thì tôi vẽ một vòng bắt đầu từ đây. Từ đây tôi vẽ xuống ở đây. Ok, đồng thời tôi tạo một lớp mới và tôi lấy vùng màu ở đây, tôi bấm phím Y, tôi lấy màu ở đây và tôi bấm Alt+S đen, tôi tô vùng màu này và đồng thời tôi dịch chuyển qua bên này một chút và tôi bấm Alt+S đen, tôi tô vùng màu này luôn. Sau đó tôi vẽ, tôi xóa cái đường xéo này đi, đúng không bạn? Tôi dùng công cụ là Polygon Lasso Tool, tôi vẽ từ đây. Đó mà, để chính xác thì tôi đưa vào đây luôn. Đưa vào chỗ này. Đồng thời tôi snap tất cả lại. Snap. Ok. Bắt đầu từ đây. Tôi vẽ xuống đây. Và tôi vẽ lên đây. Và qua đây. Sau đó tôi bấm đen, tôi xóa đi. Thì tôi được mảng màu như vậy. Tiếp theo, các bạn vẽ một số những cái đường ngang qua đây, đó mà một số những đường ngang qua đây thì mình, các bạn phóng lớn lên, đó mà các bạn dùng công cụ eyedropper để mình lấy cái màu đây, màu này. Ok, thì cái màu này chính là cái màu hiện tại mà mình đang chọn luôn. Sau đó các bạn xem mình bắt đầu mình vẽ từ đâu, từ đâu thì các bạn có thể dùng lưới này mình định xuống đây, đó mà, và tôi phóng lớn lên, tôi định ở đây khoảng là 480, và tôi coi kích cỡ này là khoảng bao nhiêu pixel. Đó mà tôi bấm M, tôi chọn một vòng tròn như vậy, tôi copy, tôi nêu, tôi thấy là chiều cao là 4 pixel. Ok, 4 pixel. Và khoảng cách bắt đầu là từ 47, đó là 470, khoảng cách là 2 pixel. Đúng không ạ? 2 pixel. Tôi copy nêu 2 pixel. Ok, bây giờ qua đây tôi bắt đầu là từ 470 chỗ này, đúng không ạ? Và tôi phóng lớn lên, phóng lớn lên, bắt đầu tôi tô màu trắng, đúng không ạ? Và màu xám như vậy.
tôi tạo một vùng có 2 pixel chiều cao. 2 pixel. Tôi click vào đây. Đó mà, tôi phóng lớn lên. Ok. Tôi nêu một lớp mới. Để tô cái màu background này, tôi bấm Ctrl đen. Tôi tô màu background này. Sau đó, tôi giữ phím Ctrl Alt Shift, tôi đưa xuống đây. Tương tự, Ctrl Alt Shift, tôi đưa xuống. Thì mình coi thử mình có là bao nhiêu đường. Đúng mà. Có, mình sẽ có là 2 đường trắng và 2 đường sáng. Ok. Ok. Sau đó, tôi vẽ một đường màu đen. Đúng mà, vẽ một đường màu đen. Thì tương tự như vậy, tôi cũng xem kích cỡ đường màu đen là bao nhiêu. Tôi chọn vòng này. Tôi copy và tôi new thì tôi thấy là đường pixel này, đường màu đen này là 16 pixel. Thì tôi chọn một vùng chọn là có chiều cao là 16 pixel. 16 pixel. Sau đó tôi click vào đây. Click vào đây. Tôi như vậy tôi phóng lớn lên. Đó mà. Tôi phóng lớn lên như vậy. Tôi đưa vào đây. Và tôi tô cái này là màu đen. Tôi bấm Ctrl đen. Tôi tô màu đen. Đúng mà, tôi bấm Ctrl D, tôi nhỏ lại. Tương tự như vậy, các bạn thấy ở dưới này mình cũng có một số đường màu trắng, 1, 2, 3, 4, 4 đường màu trắng, đúng không ạ? 4 đường màu trắng. Thì tôi chọn một vùng tròn với 2 pixel và tôi click vào chỗ này. Tôi chọn một màu trắng này. Tôi phóng lớn lên. Ok. Xong rồi, tôi bấm Ctrl Shift, tôi đưa vào đây, tôi đưa xuống dưới đây. Tôi đưa xuống dưới đây. Đó mà, đưa vào đây. Cắt ra, đưa vào đây. 3, 4, ok. Đồng thời, cái vùng sáng của tôi là 1, 2, 3, 4, 4 vùng sáng. Tôi có là 1, 2, 3, 4 vùng sáng, ok. Tôi bấm Ctrl D. Như vậy các bạn thấy vùng sáng cái này lớn, hay lớn, thì các bạn xóa bỏ đi. Đó mà, xóa bỏ đi. Bằng cách là tôi bấm vào đây một vùng tròn, tôi tô màu trắng luôn, đó mà tôi tô màu trắng luôn, thì tôi chọn màu trắng ở đây, màu trắng ở đây, tôi bấm vào đây, Ctrl D, tôi tô màu trắng luôn, ok, thì tôi được cái giao diện như vậy. Sau đó, các bạn vẽ cái đường cong màu đen này, đúng mà, vẽ đường cong màu đen này, thì các bạn có thể hình dung các bạn thấy là đường cong màu đen này mình có chiều cao từ dưới 600 này lên đây là khoảng là 60 pixel. Đúng mà. Và có một đường cong như vậy. Có một đường cong như vậy. Thì các bạn có thể mình chọn một vùng tròn. Sau đó mình dùng một vùng tròn để mình mở rộng ra. Hoặc là các bạn feeder và mình xóa đi. Ví dụ như vậy. Ví dụ từ chỗ 60 này, tôi phóng lớn cái này ra. Đồng thời tôi nêu một lớp nữa. Tôi đặt ngay chỗ 60 này, 580. Từ chỗ đây. Ok, từ chỗ này. Tôi tạo một vòng tròn. Tạo một vòng tròn. Bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây. Vẽ ở đây và tôi tô màu đen. Tôi chọn màu đen. Tôi bấm Ctrl đen, tôi tô màu đen. Sau đó tôi làm cái đường cong như vậy ở đây, đường cong ở đây. Thì các bạn có thể là mình chọn một cái vùng tròn. Chọn một vùng tròn như vậy. Tôi giữ internet. Shift, tôi vẽ một vùng tròn. Internet shift. Tôi vẽ một vòng tròn như vậy. Tôi đặt vào đây. Đó mà. Tôi bấm zoom lớn để xem tôi coi. Và từ đó tôi có thể là bấm Ctrl Shift Y. Tôi đảo vòng tròn này lại. Và tôi loại bỏ một số những chỗ nào mà tôi không cần dùng đi. Loại bỏ. Tôi bấm Internet. Tôi loại bỏ tất cả những cái vùng này. Loại bỏ tất cả những vùng này. Và tôi bấm Ctrl D.
để tôi tô hồng vùng trọn đen như vậy. Thì các bạn thấy là cái vùng chỗ này mình có màu xám luôn, đúng không ạ? Mình có màu xám. Thì các bạn là có thể là mình tạo một vòng tròn từ dây tới đây để mình tô cái màu xám này. Tôi phóng lớn cái này lên, phóng lớn lên. Thì bắt đầu từ chỗ này, từ đây tôi tô cái đường xiên của tôi là từ đây, từ chỗ này. Tiếp theo tôi tô cái vùng này, cái vùng còn lại của tôi này nè, theo cái vùng màu này tôi bấm y, tôi lấy màu đây, màu vùng này. Trước tiên tôi chọn vùng màu đen này, tôi bấm Ctrl vào cái lớp này, tôi click vào này, tôi chọn màu đen này. Sau đó tôi bấm Ctrl Shift Y, tôi lật ngược lại, đảo ngược lại, và bắt đầu tôi loại bỏ một số vùng mà tôi không cần dùng đi. Tôi giữ bấm Internet, tôi loại bỏ một số vùng tròn trong khu này, chỗ này, đó mà loại bỏ vùng tròn từ đây xuống đây, và đồng thời tôi tô vùng này thôi. Tôi tạo một lớp mới, tôi đặt phía dưới này, và tôi bấm Internet đây, tôi đặt phía dưới này. Sau đó tôi xóa theo cái đường xiên này luôn, đó mà tôi xóa theo cái đường xiên này luôn. Tôi chọn cái công cụ là Lasso Tool, tôi click vào đây, tôi giữ Shift, tôi chọn đây, và tôi xóa cái này đi. Ok, tôi được cái giao diện của tôi như vậy. Tiếp theo tôi vẽ ba cái vòng tròn ở đây, đó mà ba vòng tròn màu trắng. Thì để chính xác thì các bạn cũng có thể là mình dùng lưới để mình định chỗ này, đó mà ví dụ tôi định chỗ này là khoảng là 100 pixel, đó mà 110 pixel, nó sẽ là vậy. Tôi định chỗ này là khoảng 110 pixel chỗ này. Ok, và bắt đầu tôi vẽ một vòng tròn màu trắng. Tôi đi một lớp mới, tôi vẽ một vòng tròn màu trắng bằng cách tôi giữ Internet Shift, tôi vẽ một vòng tròn ở đây, đó mà vòng tròn ở đây. Sau đó tôi tô cho màu trắng, tôi tô cho màu trắng, tôi bấm Internet đen, tôi tô màu trắng, đó mà. Tôi dùng công cụ chọn này, tôi dịch chuyển vòng tròn này xuống một chút. Ok, tôi bấm Ctrl vào lớp này để tôi chọn cái lớp này, xong rồi tôi mua cái này qua bên đây, đúng mà. Đồng thời tôi dùng lệnh tăng form này, selection này, tôi làm giảm lại cái này khoảng là 50%. Tôi enter, ok, apply, và tôi đưa vào xét ở đây, đưa vào xét ở đây, và tôi bấm Internet đen, tôi xóa. Tương tự như vậy, tôi đúp vào bên này một cái nữa, tôi giữ Ctrl Internet Shift, tôi đúp vào bên này một cái nữa, rồi tôi được ba cái như vậy. Sau đó tôi mở tập tin hình ảnh trong thư mục email này ra, và tôi dùng công cụ move để tôi đưa vào đây, và tôi lấy cái bông này thôi, đó mà tôi lấy cái bông này. Thì tôi bấm Ctrl T, tôi đưa hình này lớn lên một chút, tôi đặt Enter, tôi chọn cái bông hồng này thôi. Tôi dùng Internet Shift, tôi chọn cái bông hồng này, cái bông này thôi, nó sẽ là vậy. Và đồng thời tôi bấm Ctrl Shift Y, tôi bấm đen, thì tôi đảo ngược lại, thì tôi được như vậy. Sau đó tôi bấm Ctrl T, tôi đưa này lớn lên một chút, giả sử là như vậy. Ok, tương tự như vậy thì tôi cũng chọn cái này, tôi bấm là Ctrl Internet Shift, tôi chọn một cái bông này, đó mà. Đồng thời tôi đưa cái này qua đây một cái nữa, đúng không? Tôi đúp cái này ra một cái nữa, tôi bấm Ctrl R, và tôi đặt lớp này qua đây một cái nữa. Tương tự như vậy, tôi bấm Ctrl T để tôi thu nhỏ xuống một chút, Enter, và tôi đúp cái lớp này ra, tôi bấm Ctrl R, tôi đúp ra một lớp nữa, tôi đặt ở bên đây, Ok, tôi được cái giao diện như vậy.
Tiếp theo tôi vẽ một số cái hình xếp màu trắng và màu xám như vậy. Tôi bấm cầm cùi rồi tôi lấy màu ở đây. Đồng thời các bạn thấy như vậy, tôi phóng lớn cái chỗ này ra, đúng không ạ? Phóng lớn ra thì cần thiết tôi dịch chuyển cái lớp này vô một chút. Tôi dùng công cụ move này, tôi đưa lớp này qua đây một chút, chọn lớp này đưa qua đây một chút. Ok, xong rồi tôi nêu một lớp mới nữa và tôi vẽ một đường ngang, vẽ một đường ngang ở đây, vẽ đường ngang qua ngang như vậy. Đồng thời tôi bấm là Ctrl D để tôi tô màu trắng, đúng không ạ? Tôi màu trắng. Sau đó tôi vẽ những ô vuông ở trong này, đúng không ạ? Tôi vẽ chính giữa này một ô vuông, tôi phóng lớn lên ô vuông, tôi giữ Ctrl Alt Shift, tôi vẽ một hình như vậy. Tôi tạo ô vuông như vậy, tôi tạo một lớp mới và tôi bấm Ctrl D, tôi tạo như vậy. Tiếp theo tôi tạo một vòng tròn nữa ở xuống chỗ này, chỗ này, và tôi bấm Ctrl D. Tương tự tôi copy tôi bát ra, tôi làm một vòng tròn ở đây nữa. Sau đó tôi vẽ ba cái vòng tròn ở đây, đó mà tôi phóng lớn lên và tôi chọn cái này, tôi đặt ở đây 1, 2, 3. Đồng thời tôi chọn ba cái này, tôi bấm Ctrl Shift, tôi đưa qua bên đây. Ok, tôi thu nhỏ lại, tôi xem hình diện của mình và tôi kiểm tra lại, đúng không ạ? Thì đối với bài tập này, các bạn sử dụng những công cụ tạo vòng tròn, hiệu chỉnh vòng tròn và công cụ eyedropper để mình lấy cái màu, lấy màu và mình tô màu nền, tô màu background, tô màu foreground và mình xử lý hình ảnh từng chân cho cái giao diện này. Thì đó là yêu cầu của cái bài này.